Xin chào bạn con. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm một cái bài tập liên quan tới phần tọa độ Oxy. Thực ra thì bài này nó cũng không khó lắm đâu. Nhưng mà với một số bạn thì sẽ vẫn hơi gặp rắc rối. Bởi vì có thể là chúng ta không biết cách làm hoặc chúng ta quên công thức. Thế nên thầy cứ cho nó thành bài nâng cao nhá. Nội dung của bài đó là viết phương trình đường phân giác trong của một cái tam giác khi mà mình biết tọa độ ba đỉnh A, B, C của nó. Được không nào? Đấy thì thầy giả vờ là thầy vẽ một cái tam giác ABC ra đây được không vẽ một cái tam giác ABC ra đây rồi bây giờ người ta mới hỏi là phân giác trong thì viết thế nào thì đỉnh A đây B đây C đây hỏi cái phân giác phân giác là chia hai góc bằng nhau được chưa thế thì về mặt tư duy thì chúng ta sẽ có những cái hướng như thế này này nói đến phân giác ấy là nói đến việc chia thành hai góc bằng nhau nhá như vậy là hướng một đi chúng ta có thể tư duy theo cái hướng một đó là hãy đi tính góc a xem nó bằng bao nhiêu rồi phân giác thì nó sẽ suy ra góc a trên hai đúng không nào thế rồi cái phân giác thì đặt tên là ad đi nhá điểm d đi thế thì có phải là ad nó sẽ tạo với ab một góc A chia 2 Mà phương trình AB thì đã biết Còn AD thì lại đi qua A Đi qua A cũng đã biết Như vậy mình có cái bài toán là gì? Đó là hãy viết phương trình đường thẳng AD Biết rằng nó đi qua A Và tạo góc A trên 2 Tạo góc A trên 2 với AB Đấy, đấy là một cái tư duy. Việc mà chúng ta viết ra hai đường thẳng hay là bao nhiêu đường thẳng thì tí nữa chúng ta phải xử lý sau. Rồi đâu là phân giác trong, đâu là phân giác ngoài phải xử lý sau, nhưng đây là một cái hướng có thể khai thác. Rồi, hướng thứ hai. Hướng thứ hai là chúng ta có thể cần phải thuộc cái công thức là phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Nhá, cái này là có công thức luôn rồi đấy. Phương trình các đường phân giác thì ghi hẳn như thế này luôn chúng ta xem trong bài góc và khoảng cách ấy, trong sách giáo khoa hoặc là trong các cái video liên quan đến góc và khoảng cách của hai đường thẳng cắt nhau là sẽ có cái công thức này phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau đấy bây giờ thầy lại coi như là tranh thủ cái video chữa cái bài tập này Chúng ta cứ học với nhau một tí về lý thuyết với về định hướng Về lâu về dài nó tốt đúng không nào Đây thầy cho đường thẳng delta 1 và đường thẳng delta 2 Nó có phương trình nhá Tí nữa thầy viết ra kia Thì chúng ta sẽ có một cái đường phân giác của góc Góc nhỏ này này Đấy chúng ta có đường phân giác Đây là phân giác 1 Đúng không nào Phân giác 1 Đây phân giác 1 Rồi chúng ta có cái đường phân giác 2 nữa Chúng ta có cái đường phân giác hai đây gọi là phân giác hai của cái góc to này này thì mình cũng chia nó làm làm hai góc bằng nhau thì chúng ta có phân giác một phân giác hai bởi vì thực tế là hai đường cắt nhau thì tạo ra mấy góc hai đường cắt nhau thì tạo ra là một hai ba bốn góc bốn góc thì cứ cái cặp đối đỉnh này là có một cái phân giác trong cặp đối đỉnh này có một cái phân giác nữa vậy chúng ta có hai phân giác thế thì khi người ta cho delta một là a một x cộng B1Y cộng C1 bằng 0. Delta 2 là A2X cộng B2Y cộng C2 bằng 0. Thì suy ra phương trình phân giác là 2 chấm. A1X cộng B1Y cộng C1 chia cho căn A1 bình phương cộng B1 bình phương cộng trừ A2X cộng B2Y cộng C2 chia cho căn A2 bình phương cộng B2 bình phương bằng 0 Còn con nhớ nhá Dấu cộng trừ Nó là hai phân giác Một cái này cái kia Còn chuyện cái phân giác của góc nhỏ nó là cái gì Là dấu cộng hay dấu trừ Thì chúng ta lại phải làm kỹ tùy vào từng bài Và tùy vào số liệu cụ thể Còn nói chung công thức là như thế này hai đường cắt nhau thì ra bốn góc bốn góc thì có hai đường phân giác và hai đường phân giác thì phương trình nó như thế này được chưa rồi đấy chúng ta phải nhớ công thức rồi chúng ta sang cái hướng thứ ba là cái hướng mà thầy nghĩ là trong bài này có thể khai thác được để mà làm trực diện với cái số liệu như thế này cho nó nhanh gọn nhá. Hướng số 3. Đây. Hướng số 3 là gì? Hướng số 3 là chúng ta phải nhớ nhớ cái tính chất phân giác từ hồi lớp để thầy nhớ trong cái này là lớp mấy nhỉ? Như lớp 8 ấy. À. Lớp 8 mới có tam giác đồng dạng mà. Nhá, lớp 8. Đấy phải không nhỉ? Ờ, okay. ừ, lớp tám có tam giác đồng dạng đúng rồi. Đó là gì? Với cái hình vẽ này phân giác trong thì chúng ta có tính chất gì nào? AB chia cho AC thì bằng DB chia DC. Tức là gì? Đường phân giác trong góc A mà cắt xuống điểm D thì nó sẽ chia BC này này thành hai đoạn tỷ lệ với hai cạnh bên. AB chia AC thì bằng DB chia DC. Đó, nhớ cái tính chất này. Thế thì vào bài này chúng ta sẽ biết được biết được cái tỉ số là AB trên AC. Vậy chúng ta suy ra được là DB trên DC. Rồi chúng ta sẽ suy ra được là DB trên BC mà ông BC này cũng là ông mà chúng ta biết rồi. Vậy chúng ta sẽ tìm ra điểm D. Đúng không nào? Đấy tư duy như vậy. Mà có điểm D rồi thì sao? Có điểm D rồi ấy thì chúng ta lại có điểm A. Vậy chúng ta viết phương trình AD thôi thế là xong. Đúng không? nhá bây giờ thầy làm này. Đầu tiên vào cái bài này bọn con tính cho thầy. Vector AB đi cho nó dài dòng, B A. 1 0. Độ dài của AB bằng căn của 1 bình phương cộng 0 bình phương, kết quả ra là 1. Ơ. Cái này chia cái này. Cái này trừ cái này là 1 cái này 0, là 1. Ok. Tính cho thầy vector AC là C A. 3 4 tính cho thầy độ dài AC là căn của 3 bình phương cộng 4 bình phương bằng 5. Đẹp chưa? Vậy theo tính chất phân giác theo tính chất phân giác suy ra AB trên AC bằng DB trên DC. Vậy suy ra là 1/5 bằng DB trên DC. Vậy suy ra một điều nữa là cái này nó có tỷ lệ là 1 5. Úi dồi ôi, nó lệch cái này cơ à? Tức là trên thực tế mà vẽ tọa độ ra thì tam giác này nó rất là lệch Thế còn thầy vẽ minh họa thôi thì kệ nó không quan tâm Tức là gì? Cái này là một đoạn, cái này là năm đoạn Tổng này là mấy đoạn? Tổng này là 6 đoạn Vậy thì chúng ta suy ra là BD trên BC bằng 1 phần 6 BD trên BC là 1 phần 6 Và chúng ta cũng suy ra về mặt vector là BD bằng 1 phần 6 BC Vector nhá yeah, dương 1 phần 6 bởi vì d là điểm ở giữa bd và bc là cùng chiều hai vector này bd và bc là cùng chiều bọn con nhìn này bd và bc là cùng chiều thế thì bây giờ mình chuyển tọa độ vào thôi nhá yeah. bd là gì là xd trừ xb id trừ ib bằng 1 phần 6 của xc trừ xb ic trừ ib thì cứ viết lại công thức cho bọn con nhớ còn thực ra viết công thức này nó không, không không được đúng về mặt trình bày tự luận đâu nhá. Rồi, suy ra là gì? Suy ra là xd chưa biết, trừ xb là 2, yd chưa biết trừ 1 thì bằng 1/6 của cái vectơ c trừ b. C trừ b là 2 4. 2 4. Đúng không? Vậy chúng ta mới suy tiếp ở đây là chỗ này tính luôn đi là bằng 1/3 2/3 mà đây là -2 Vậy thì XD sẽ bằng 2 cộng vào đây 2, 3 là 6, 7 phần 3 ID vào đây 1 cộng vào đây 5 phần 3 Đấy Chốt lại điểm D của mình có tọa độ là 7 phần 3 Và 5 phần 3 Rồi bây giờ chúng ta phải làm gì Chúng ta có điểm A Chúng ta có điểm D Vậy chúng ta viết phương trình AD Mọi con còn nhớ phương trình AD là cái gì không? phương trình đường thẳng đi qua hai điểm AB thì gọi nó là bài toán 4. Bài toán 4 viết thế nào? x trừ xa trên xb trừ xa bằng y trừ ia trên ib trừ ia. Video nói về các bài toán cơ bản của đường thẳng thì có đủ hết rồi. Chúng ta chỉ có việc học thôi. Bây giờ vào bài nhá. A có tọa độ là một một D là 7/3. 5 phần 3 Vậy suy ra AD có phương trình gì? X trừ XA trên 7 phần 3 chữ 1 Bằng Y trừ 1 trên 5 phần 3 trừ 1 Rồi, chúng ta có x chữ 1 chia cho 4 phần 3 bằng y trừ 1 chia cho 2 phần 3. Thế chúng ta bỏ cái mẫu 3 này đi cho nó dễ hiểu. Thì là x-1 trên 4 bằng y-1 trên 2 Chúng ta quy đồng lên là mẫu là 4 x-1 trên 4 bằng 2y-2 trên 4 Vậy chúng ta có x-1 bằng 2y-2 Kết quả x-2y cộng 1 bằng 0 ố phương trình của thầy đây à? Hình như là nó không giống đáp án mà bọn con đưa ra Không biết là thầy có sai ở đâu không? Thầy thì kiểm tra lại một xíu nha Mất vài giây đi xem nào 1 phần 6 2 phần 3 2 phần 3 cộng 1 là 5 phần 3 1 phần 3 cộng 2 là 7 phần 3 7 phần 3 x chữ xa trên xb chữ xa y chữ ia trên yb chữ ia 4 phần 3 2 phần 3 2 Thôi được rồi, đấy, thầy, thầy, thầy ta tạm kết luận đây là kết quả của thầy Còn bọn con tính ra cái gì chúng ta sẽ so sánh và bình luận với nhau sau Nếu như mà bọn con sai thì bọn con sửa thôi nếu thầy sai thì tí nữa thầy đính chính lại xuống phía dưới nhá. Hy vọng là thầy không sai. Để đỡ phải làm cái thao tác đó.